Trong buổi kiểm tra đột xuất của tổ công tác gồm đại diện Ủy ban nhân dân phường Liễu Giai phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Ba Đình, nhiều vi phạm về điều kiện phòng cháy chữa cháy như kê xếp hàng hóa không hợp lý, kỹ thuật đấu nối đường dây điện và thói quen sử dụng thiết bị điện khi có nhiều vật dễ cháy không đảm bảo an toàn tại cơ sở kinh doanh này được phát hiện và hướng dẫn chấn chỉnh ngay. Có những cái sai sót thì anh công an vừa nhắc thì là sẽ thực hiện cái đường điện đi lại, cái đường ghen điện làm sao mà dùng cái chống cháy đi lại đường điện thôi. Thế còn phòng cái bình bình chữa cháy là có rồi. Rồi cách thoát hiểm khi mà cháy nổ xảy ra thì cũng được học. Phường Liễu Giai có 753 công ty và doanh nghiệp và khoảng 520 hộ kinh doanh cá thể đóng trên địa bàn. Phần lớn trong số trên đều sử dụng địa điểm kinh doanh kết hợp với nhà ở. Chính điều này dễ phát sinh nguy cơ cháy nổ và thiệt hại về người, tài sản lớn. Bên cạnh công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, Ủy ban nhân dân phường định kỳ tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đến từng địa bàn dân cư dù còn gặp nhiều khó khăn khách quan. Còn một số hộ là chưa quan tâm đến cái công tác an toàn đảm bảo về phòng cháy chữa cháy. Qua những cái buổi tuyên truyền vận động thì còn những cái khó khăn là các hộ gia đình vẫn cử những cái người lớn tuổi tham gia trong gia đình để cho nên là khó khăn về công tác từ công tác nghe tuyên truyền lại là còn gặp nhiều khó khăn. Mật độ dân cư đông đúc cũng khiến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng như đua ban công, xây chuồng cọp lấn khoảng không diễn ra từ nhiều năm trước đây, để lại các hệ lụy như không có lối thoát nạn, xe chữa cháy khó tiếp cận ứng cứu. Nhiều cuộc vận động được Ủy ban nhân dân phường phối hợp với cán bộ cơ sở tiến hành để dần khắc phục tình trạng trên. Trong đó đến nay có trên 70% số hộ gia đình mở cửa thoát nạn thứ hai. Gia đình chúng tôi thì đã thực hiện là chúng tôi đã mở một cái cửa thoát hiểm và chúng tôi cũng đã chuẩn bị bình chữa cháy và cùng động viên gia đình là cùng phải thực hiện những cái gì về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho bản thân gia đình mình và cho toàn xã hội. Để thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng ngừa cháy nổ tại các khu dân cư trên địa bàn phường, Ủy ban nhân dân phường Điện Biên chỉ đạo hướng dẫn triển khai thành công mô hình khu liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại một số khu dân cư và hoàn thành thí điểm trang cấp xe máy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại 8 tổ dân phố và công an phường nhằm ứng cứu kịp thời các khu dân cư có ngõ nhỏ, ngõ sâu trên 200m xe chữa cháy không tiếp cận được. Những người dân ở đây thì đều có ý thức là phòng cháy và có ý thức là để tham gia chữa cháy nếu như có tình huống gì xảy ra. Thế nhưng mà đầu tiên vẫn cứ phải là phòng đã. Từ những nỗ lực nêu trên của cán bộ và nhân dân phường Điện Biên nói riêng, quận Ba Đình nói chung, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ ở khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở, kết hợp sản xuất kinh doanh và nhà tập thể ngày càng được củng cố. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó, kịp thời dập tắt đám cháy nổ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.